Xin chào các bạn, tôi đã quay lại và gây hại hơn xưa rồi đây. Năm nay hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ được nhìn thấy rừng ngập mặn là cái giống gì. Nhưng con cua này sao nó lại to như thế, to một cách kỳ lạ luôn. Điều đó có gì mà khiến anh chàng này ồ lên như vậy? Cùng Ed đi khám phá rừng ngập mặn nhé, hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Trông có vẻ như là một chàng công tử con nhà nòi trong truyền thuyết với nước da trắng còn hơn cả Ngọc Trinh. Có lẽ do vì quá chán ghét mụ sư tử Hà Đông ở nhà nên anh ta đã quyết định thử thách 6 ngày 6 đêm sinh tồn nơi hoang dã. Anh ta đi theo một chiếc xe chở bùn để đến một nơi khỉ ho có gáy. Rất chi là hoang vu hẻo lánh nữa chứ. Có vẻ như sẽ là một cuộc hành trình thú vị và nhiều điều đáng được chờ đón đây. Cùng theo chân Ed nhé. Ngắm nghía xung quanh thì nhìn nơi này rất hoang vu hẻo lánh, cô có dấu hiệu của con người luôn. SOS bật tín hiệu cầu cứu lên thôi. Anh ta đã thấy một sinh vật lạ dưới vũng nước kia. Nó là cái gì vậy? À thì ra đó là một con cua bùn. Nhưng vì chưa kịp đóng cho mình những món trang bị cần thiết nên để chú em thoát thân được đấy nhé. Anh ta đi ra xe xỏ một đôi ủng thật dày với bộ đế cao su làm từ lốp ô tô đi cho chắc. Nhỡ đâu có dẫm phải kim tiêm còn không ngỏm. Đồ nghề đã chuẩn bị xong giờ là có thể vào việc luôn. Hy vọng là chiếc xe bố mẹ mua cho để ở đây không bị con thú nào đến và làm vỡ kính. Không lại thành tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đó. Được rồi, đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào rừng ngập mặn. Một nơi được đánh giá là tiềm ẩn nhiều thứ kinh dị khiến chúng ta thốt lên u là trời. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ngay khi vừa bước vào, một bé nhện nằm ngay ngắn đang giăng tơ giữa đường. Chắc đây là anh bảo vệ của khu rừng. Những cái cây ở đây trông thật ghê rợn. Cấu trúc rừng ngập mặn là như vậy. Những cái cây mọc và sinh sống dưới nước trong điều kiện nước mặn, vì vậy chúng không theo quy luật nào cả mà trông rất kinh dị. Cứ dây dây dợ dợ trông giống phim Hollywood cảnh quái vật ăn thịt người. Nhưng anh chàng tây trắng này có vẻ không quan tâm đến điều đó. Thứ anh ta cần tìm đó là bãi bùn, nơi sẽ xuất hiện những con cua. Ở đó anh sẽ có dịp trổ tài cho anh em xem. Cua nướng thì cứ gọi là ngon phải biết. Anh em ngại gì mà không cho mình một sắp để tiếp thêm động lực cho anh. Đúng là lần đầu có khác cảnh quan ở đây, Ed chưa thấy bao giờ cả. Chắc hẳn các bạn cũng giống tôi. Ở dưới này chắc hẳn tồn tại và là nơi sinh sôi nảy nở của bọn cua. À, vừa tia thấy một em cua đang cố gắng chạy thoát. Nhưng em ơi, chân em hơi ngắn, giống y hệt mụ vợ ở nhà của anh vậy. Có vẻ như sau khi phát hiện ra vị trí của anh chàng này, em cua tức tốc lắp thêm motor vào mông để chạy vì sợ rằng tối nay mình sẽ là món chính trong bàn tiệc. Cua thì chưa bắt được nhưng lại bắt được một cái sọ đầu của con gì đó trông khá to. Eo ơi, trông kinh dị quá. Bùn rùn xun vòi vào rồi đây này. Anh trai nhặt lên như kiểu vừa bắt được vàng, mừng rỡ khoe chiến tích của mình. À, theo kinh nghiệm 10 năm trong nghề săn bắn và hái lượm của mình thì theo anh đây là một cái đầu con bò. Không hiểu sao chỗ này lại có con bò được nhỉ. Điều này thật kỳ lạ. Mà thôi kệ nó đi, chúng ta đi tiếp thôi. Thử di chuyển tiếp xem còn tìm kiếm được kho báu gì không, nào biết đâu lại có cơ hội đổi đời. Đến một chỗ mà bùn có vẻ đục hơn. Các bạn biết tại sao nó đục không? Đó là dấu hiệu của bọn cua chứ sao nữa. Đây rồi, lần này thì chú mày chạy đằng trời nhé. Sau hôm nay là chú mày còn đúng cái nịt thôi. Nhưng khoan, hình như chúng ta đã nhầm. Với tình hình được bố mẹ bao bọc từ bé, trông tay chân lóng nga lóng ngóng không biết túm thế nào. Đúng là tấm chiếu mới. Không biết thì phải lên mạng tra cách chứ. Google không tính phí mà. Trông rõ cao to mà óc bằng quả nho. Tiếp đến hãy nhìn xem, con cua này to quá. Nó có vẻ không sợ, thậm chí còn quay lại định dùng cặp càng chắc khỏe của mình chơi lại với anh này. Nó sợ anh Tây sẽ tìm ra hang ổ của mình, cần phải báo với đồng bọn ngay. Nhưng thôi, xong anh ta đã tìm thấy một cái hang siêu lớn. Anh ta chắc chắn đó là hang ổ của chúng, dựa vào khả năng đoán bừa siêu đỉnh của mình. Đúng là các cụ gánh còng con mẹ nó lưng, nằm chờ sẵn tư thế để phục kích đối thủ, cho tay xuống cái hang nhưng chết tiệt, hình như đã bị cắp. Sao hay da rẻ quá à. Thôi bỏ vậy, cái hang này có vẻ khó xơi, tìm con khác thôi. Nhục quá anh ơi, đàn ông thanh niên mà hơi tí là nản chí. Đúng là từ bé không phải làm gì được bố mẹ cưng chiều nên là đã không biết làm gì, còn hay ăn nói xả lơ. Thế mà ngay từ đầu da rẻ đòi ra để kiếm vài con cua mà giờ gặp con nào cũng không bắt nổi. Chán của anh ta chuyển qua quay phong cảnh thiên nhiên, càng nhìn lại càng thấy sợ. Lần theo dấu vết anh ta lại tiếp tục thấy một cái hang bé hơn. Dấu hiệu của cái hang là một cái vũng nhỏ trên một đống bùn. Vì bị khích đều cay quá nên anh ta quyết định sẽ không về nếu không có được thành quả nào trong ngày hôm nay. Quyết định đã được đưa ra rất nhanh và quyết đoán, như cái cách anh sợ khi thấy đám cua vậy. Anh sẽ quay lại mấy cái hang để bắt được sao? Liệu có tin được không hay vẫn như cũ? Đang quyết tâm thì bị vả ngay vào mặt. Cho tay vào hang rồi lại giơ lên với nắm bùn. Cười ẻ vào mặt anh luôn á. Tiếp tục thể hiện là mình không có gì ngoài nhan sắc. Đứng từ sáng đến giờ chả được cái vẹo gì. Đang định đi về thì quay ra sau lưng lại thấy một cái hang đẫm máu khủng khiếp nữa. Chúng ta cũng không nên hy vọng gì nhiều. Thể hiện đặt mục tiêu các kiểu con đà điểu nhưng chỉ giỏi mỗi khoản làm màu. Lấy hẳn nước bùn rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi cũng đến chịu anh, không thể nào hiểu nổi luôn á. Trời ơi, bắt đầu nào. Đưa tay một vòng rồi bắt đầu tìm kiếm trong vô vọng rồi lại xả lơ chém gió. Chưa thấy cua đâu, moi lên toàn gạch với sỏi. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày trắng tay toàn tập.
lắc đầu ngao ngán và anh xin giơ tay rút lui thôi. Chỉ biết trách bản thân mình vì không đủ mạnh mẽ để không bị mọi người coi thường. Về nghỉ ngơi thôi, và cố gắng học hỏi để ngày mai bắt đầu lại. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau. Đúng là phận làm trai mà nhát cái thì chán không chịu được. Sau một đêm thật dài tâm sự với chính mình, anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa, nhưng có vẻ thời tiết hôm nay không ủng hộ lắm. Bầu trời xám xịt như sắp có một cơn mưa, chắc vì biết là hôm nay biết anh sẽ lại trắng tay nên ông trời nhủ lòng thương. Ok, get go, dù thế nào hôm nay nhất định sẽ khá hơn hôm qua. Vừa vào thì nhìn thấy ngay một cái chai nhựa có hình thù kỳ lạ do ai ngày trước cũng đi khám phá vứt ra. Điểm gở hay chăng đây? Lần theo dấu vết con của anh ta đi vòng vòng, cuối cùng đã đuổi cùng giết tận được nó. Mặt có vẻ hoảng hốt, đang nhớ lại những gì mình học tối hôm qua và giờ bắt tay vào thực hành luôn. Nhẹ nhàng rón rén một tay đỡ tay còn lại, nhanh chóng vồ đến túm vào phần bụng cua nơi mà nó không thể cắp được. 10 điểm, 10 điểm, đúng là người có ăn có học, nó khác bọt ngay nhỉ. Xem anh ta vui mừng chưa kìa, có vẻ như giải tỏa được rất nhiều áp lực sau khi bị anh em chỉ trích đấy. Thôi nhé, làm đơn xin lỗi anh ta ngay đi. Mới được một con thôi nhưng cứ phải cầm lên khoe trước đã. Selfie về còn khoe chứ. Con cua này không to nên mức sát thương chưa đáng sợ lắm. Trông nó đen thui nhưng lại không nhanh cho lắm. Anh ta quyết định thả nó đi để nó dẫn cả họ đến. Các cụ có câu thả con săn sắt bắt con cá rô mà. Xem kìa, có cả một chiếc cần câu cá, bên cạnh là xác một em cua đã bị nấu chín. Vậy thì người chủ của nó đâu, liệu đây có phải vụ mất tích bí ẩn trong khu rừng ngập mặn hay anh ta đã gặp phải những thứ đáng sợ gì? Bước thêm vài bước xem bên trên có gì không. Trời ơi cứu tôi. Hậu đậu hết chỗ nói, trông anh ta giống hệt nhân vật Nobita trong truyện Doraemon mình hay đọc hồi bé. Chưa kịp xem bên trên có gì thì đã bước hụt một phát ngã lăn bò xuống đầm. Cũng may là chỉ bị sức nhẹ vài chỗ do móng con cua vừa cầm và bị cành cây cào vào bụng thôi nhé. Lần sau đi đứng chú ý vào, cứ đứng mà bốc phét. Không bỏ cuộc, anh lại tiếp tục đi solo với mấy con cua có vẻ như đã thành đam mê ngấm vào trong máu rồi. Bị thương nhưng không sao cả. Trong lần này chuyên nghiệp hơn hẳn, không một động tác thừa, ngay lập tức con cua lại bị tóm và chống trả lại một cách bất lực. Quá chán rồi nên quyết định không bắt cua nữa mà chuyển sang chủ đề khám phá rừng ngập mặn. Xem kìa, ahat, ta thấy một con thuyền nhỏ đã bị hỏng nước tràn vào nằm giữa khu rừng. Phải trèo vào trong khám phá xem, thú vị quá đi. Bên trong vẫn còn một số vật dụng cơ bản. Mình đoán chủ nhân con tàu có lẽ là người trước đây cũng từng khám phá khu rừng ngập mặn này nhưng không may gặp nạn. Eo ơi sợ quá anh Tây ơi, phải đi về thôi trước khi nó có gì xảy ra. Ôi trời, trước khi về phải vẩy nước làm kỷ niệm vì không biết sẽ có lần sau để quay lại không. Video khám phá rừng ngập mặn đến đây là kết thúc rồi. Mình rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt các bạn tại đây. Nhưng hẹn gặp lại trong video khám phá gần nhất. Đừng quên like và sub video cho mình để mình có thêm động lực đưa các bạn đi chơi nữa nhé.